Cô chủ thông cảm, hôm nay mình hơi bị chóng mặt cho nên là không căn được lửa. Thế cháu mình nó không khỏe à? Dạ. Thế là con không phải rồi. Lý ra đó là cháu mình nó không khỏe là không cho làm cái gì hết. Dạ thưa con. Thôi không có nói nhiều, bây giờ đưa cháu mình về nhà nghỉ ngơi ngay. Dạ. Thế mình ăn thịt với bún với mắm cũng được. Minh, chú xin lỗi con nha. Để chú vô nấu liền, 10 phút là có. Chú. Hả? Chú không cần nấu nữa đâu, bữa ăn xong rồi. Ai nấu mà xong? Rồi hậu quả sao? À, con đã phải nói với ba con là do mình chóng mặt cho nên bữa ăn mới kỳ lạ vậy. Chú xin lỗi con nhà Minh. Chú hứa với con bữa sau chú sẽ nấu lại 10 bữa bún đậu mắm tôm luôn. À, thì ra đây mới là bếp chính. Thưa ba, con đã tiễn các cô chú về rồi ạ. Con sẽ tự mình đi xin lỗi từng cô chú một ạ. Hủy bỏ chuyện kết hôn đi. Ba ơi, bà không thể nào chấp nhận một đứa con dâu dám lừa gạt người lớn như vậy. Thực ra mình không cố ý đâu ạ. Đừng có nói gì nữa hết. Con dám hùa với nó, lừa gạt ba, bà chưa tính với con đâu đó. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.